trên tay mình đang là con đồng hồ đeo tay giá rẻ hay ta gọi là smart băng đây là nhãn hàng của hono tên nó là hono choi ha thì con này đâu đó bây giờ lăn quanh tầm giá năm trăm mấy sáu trăm tùy shop bán thì nó có cái gì mà mình giới thiệu các bạn đầu tiên các bạn nhìn cái thiết kế của nó nè nói chung với cái thiết kế này thì ổn áp ha độ này là 43 mm bề này là 23 mm nè cái nút này thì là nút các bạn có thể xoay nhưng mà xây thì không công năng gì cả nó chỉ có thể nhấn vô là có công năng thôi đó các bạn thấy không về phần dây dây này thì các bạn rất là dễ tháo để thay đổi kiểu để vệ sinh ở phía dưới này thì nó có cái đế sạc là đế sạc 500 nha không có sợ bị lộn đầu đâu ghim đúng chiều nó mới ăn còn có cái cảm biến để đo nhịp tim nè để đo nồng độ bếp hai của máu nè rồi để đo giấc ngủ chúng ta màn hình thì à, kính thông thường thôi chỗ này mình nghĩ chắc là kính nhựa nha thì mình xài thời gian nó cũng bị trầy một hai miếng nữa các bạn chứ không phải kính cường lực đâu nó vát 3D 2.5D ha vậy nhìn cũng khá ok nha à viền này là viền nhựa nha các bạn các bạn không đừng có hy vọng nó là viền kim loại nha tại vì mới cái mức giá quá bình dân trong tầm 5 600 thì không có chuyện kim loại đâu ha nói chung là nó mỏng khi mà các bạn ốp vô cái tay như vậy á thì nhìn nó ok nè nó không có bị dày cộm như mấy cái mẫu uh, smartwatch khác dụ như của Galaxy hay là của Apple thì bạn nào tài chính bình dân chúng ta chọn con này đeo rất là hợp lý luôn mà tôi đeo vô tay các bạn thấy ha nhìn nó rất là ôm tay rất vừa vặn đúng không đó nè nhìn như vậy đẹp nè nó không có quá bự cũng không quá nhỏ nói chung là nó ngon lành hơn mấy con à, dạng viên thuốc nhọng của bên này, siêu mi, ha rồi bây giờ tới phần mềm nó có gì nó pin trước đi pin của nó thì các bạn sẽ trụ được đâu đó tầm à, 12 ngày nếu như mà xài các tác dụng bình thường của chúng ta thôi lần sạc xài cả tuần lễ sạc lần nữa thì cũng không sao ha không phải lo sạc mỗi ngày những mấy cái loại 7 tám triệu bạc khác rồi nó có những chức năng gì chức năng của nó nếu mà về cơ bản nhất thì có cái thứ như là đèn pin nè rung bóc cuộc gọi nè rồi chức năng sáng màn hình liên tục nè đó rồi các bạn có thể có chức năng gì nữa những cái chức năng mà nó có trong này gồm có nè à, điểm bước chân của chúng ta nè kết nối điện thoại mình điểm bước chân ha độc lập nó đến cũng cũng khá ok đó độ chính xác mình thấy tầm khoảng 97 98 phần trăm đó như là ngàn bước nó sai đâu đó tầm hai ba chục bước đó ha rồi có gì nữa bạn đó đo nhịp tim này ha rồi à, có cái độ tập luyện không tập luyện có nha tập luyện có nhiều luôn nữa khác đây các chế độ tập luyện để mình mở cho các bạn coi tập luyện trong cái tập luyện này thì đây có rất nhiều tập luyện nha mình có thể thêm vô bớt ra tùy chỉnh của mình đó nhưng mà hai tính năng mà chúng ta thường hay sử dụng nhất là chạy bốn tính năng nha là chạy ngoài trời chạy trong nhà trong nhà là chạy máy các bạn còn các bạn mà sử dụng chạy đi bộ ngoài trời chúng ta đi bộ vào công viên ha đi bộ trong nhà là là đi bộ máy đó nha rồi nó có thông báo cuộc gọi không nó có khả năng là thông báo cuộc gọi tới thông báo tin nhắn tới đọc tin nhắn được nhưng mà cái thông báo cuộc gọi đây các bạn có thể từ chối cuộc gọi nha tới không nhận nói chung là nó không có loa không có mic do đó các bạn không thực hiện cuộc gọi trực tiếp nó được ví dụ mình đang ngồi đi mình có cái cuộc họp đúng không mà bây giờ điện thoại báo cho tôi không biết ở ai đang gọi à mình không muốn nghe gọi đó mình bấm mình tắt luôn ta không cần rút điện thoại ra nó thường tiện là như vậy à, khả năng của nó thì gì các bạn có thể lắc cổ tay để làm sáng như bạn thấy nãy giờ mình lắc qua lắc lại đó nó rất là nhạy luôn ha cần mình đã để cổ tay vậy nè lắc nhẹ cái là đưa lên là nó sáng liền nó không có thời gian gần như là không có độ trễ luôn các bạn về cái uh, độ nhẹ thì tôi nghĩ chỉ chừng 20 g 25 g gì đó luôn dây rất là nhẹ luôn khác nó có khả năng gì nữa khả năng chống nước có nghĩa là các bạn có thể đi bơi ở cái độ sâu tầm một hai thước được nha đi bơi hồ bơi thôi chứ đừng sắp ra biển chúng ta tôi cái sắp biển chúng ta làm sao chỗ này có kim loại nè đó kim loại chỗ này sẽ bị nước biển ăn mòn và sẽ bị tróc lớp lên có khi xả không ăn luôn là, là bơi nước ngọt thôi nha nước biển để nhà tôi cái rồi khả năng gì nữa nó có thể điều khiển chơi nhạc có nghĩa là các bạn đang đeo một tai nghe bluetooth dù chẳng hạn các bạn đeo tai nghe bluetooth này đi đúng không à, các bạn đang nghe bài nhạc đó các bạn muốn qua thì các bạn bấm qua các bạn cũng có thể uh, bấm điều khiển về độ nhạc nó lớn nhỏ đây nè đây nè đó như tôi đang nghe bài về qua của anh, anh trương đăng huy nè được chưa các bạn thì bluetooth như là bluetooth 5.2 thì phải các bạn có thể kết nối được nhiều thiết bị đây con này cũng tai nghe bluetooth 5.2 ha samsung galaxy Buds nè nói chung là à, hệ android xài ok hết nha các bạn ios thì tôi không có nên tôi không có biết rồi bạn nào muốn mua cái món này thì các bạn có thể bấm vô cái vỏ hàng ở bên ở bên trái ha mình chia sẻ đây thấy ok thì ủng hộ mình một cái nha các bạn rồi có gì thắc mắc gì đó các bạn cứ comment ha mình biết mình chia sẻ với các bạn cơ bản mình giới thiệu rồi đó à quên nữa còn một cái tính năng nữa là tính năng gì tính năng này các bạn có thể sử dụng làm cái remote điều khiển chụp hình từ xa có nghĩa là các bạn cầm trên tay vậy đi cũng chụp hình gì rồi đeo tay này cũng chụp hình như nè mình đang cờ cái bấm cái tích cái gì là nó chụp cho mình tấm hình chúng ta không cần phải sắm thêm remote rồi chỉ mất công ha tính năng này khá thú vị đối với các bạn nữ hoặc là các bạn nam có người yêu mà hai người chụp chung không biết sao sao tính năng này nha các bạn rồi tạm biệt các bạn nha